Bùi Viện Chi Phí Chìm cũng là một bệnh viện rất nổi tiếng, Sancot Pharmacy. Bùi Viện Chi Phí Chìm giải thích tại sao hầu hết mọi người cảm thấy khó đưa ra quyết định cắt lỗ phức tạp. Giải thích việc là nhà đầu tư ôm lỗ thay vì đưa ra một quyết định lý trí hơn. Chi phí chìm, sunk cost, là một khái niệm lâu đời trong kinh tế học của nó, là chi phí đã bị tổn thất xong không thể lấy lại được nữa. Bùi Viện Chi Phí Chìm xuất hiện khi chi phí không thể lấy lại được sử dụng trong tiềm thức để làm cái cớ cho một quyết định không hợp lý. Chi phí liên quan đến quá khứ và nó không ảnh hưởng đến việc trong tương lai nữa rồi. Chúng ta giống như bây giờ chúng ta quyết định đi xem phim, chúng ta mua vé xem phim rồi. Chúng ta mua vé xem phim rồi thì chúng ta lại mất tiền rồi. Bây giờ có bão tuyết xảy ra hay là bất cứ một cái việc gì đó ngăn cản chúng ta không đi được xem phim, thì chúng ta phải nghĩ rằng việc giả sử đi ra trong nhà bão tuyết mưa gió nó nguy hiểm hơn là việc chúng ta tiếc là ồ chúng ta đã mua vé xem phim rồi chúng ta phải đi. Chi phí đấy là xong rồi, xảy ra là đằng nào chúng ta cũng mất rồi. Việc tiếp theo là chúng ta nên đi xem phim hay không, nó ảnh hưởng gì đến mưa gió, ảnh hưởng gì đến nguy hiểm bão táp vì nó cây đổ ảnh hưởng đến chúng ta. Theo đầu tư thì mức giá chi trả ban đầu là cổ phiếu là chi phí chìm, chúng ta quên nó đi. Bạn mua cổ phiếu rồi thì nó là quá khứ, ta bán cổ phiếu hiện tại, chúng ta phải suy nghĩ đến những cái dĩ kiện hiện tại, giá trị hiện tại của cổ phiếu, chứ chúng ta không phải nghĩ là ồ chúng ta đã bỏ tiền này tiền ra rồi chúng ta không thể bán lỗ được, đó là sai lầm. Lệch lạc tiếp theo đó là lệch lạc về tính sẵn có. Các quy tắc tự nghiệm học, quy tắc ngón tay cái, các quy tắc mà chúng ta có thể dễ dàng đưa ra quyết định rất là nhanh bằng trực giác, đôi lúc có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Ồ, trong những tình huống khẩn cấp chúng ta cần trực giác, hoặc là những cái mà chúng ta đã trải nghiệm trong quá khứ chúng ta biết là đúng, một quyết định rất nhanh. Giống như một người lính cứu hỏa, người ta làm cái việc đó rất nhiều lần, người ta cảm giác rằng cái này nguy hiểm là người ta phải ra quyết định rất nhanh trong cái tình huống rất khẩn cấp. Tuy nhiên không phải lúc nào trực giác cũng đúng, có thể nó bóp méo về lệch lạc cái tính sẵn có này, đặc biệt là trong những cái ngành nghề mà cái mức độ ngẫu nhiên rất nhiều. Trong những ngành nghề mà cái sự lặp đi lặp lại như kiểu khám bệnh chẳng hạn, bác sĩ làm nghề chẳng hạn, họ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ nên là cái trực giác của họ có thể rất chính xác. Nhưng mà trong đầu tư sự ngẫu nhiên luôn tồn tại và rất là nhiều sự ngẫu nhiên trong quá trình diễn biến của một cổ phiếu trong thời gian dài, có rất nhiều sự kiện xảy ra. Vì thế nên là lệch lạc cái tính sẵn có khi mà bắt buộc chúng ta phải đưa ra một quyết định hoặc ý kiến nào đó về một vấn đề nào đó, chúng ta có sự xu hướng là dựa vào cái trực giác đó, điều đó là không nên. Những cái trực giác này trong đầu tư tôi nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến những cái sự đúng đắn cho việc ra quyết định này, nó ảnh hưởng rất lớn đấy. Chúng ta không nên phụ thuộc vào những ký ức này, chúng ta phải đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, nhiều cái khía cạnh khác nhau, kịch bản khác nhau. Chúng ta phải thu thập thật nhiều thông tin, thật nhiều tin tức trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Chúng ta phải khảo sát, chúng ta phải đi gặp nhiều người, nhiều nơi để chúng ta tích lũy được thông tin và kiến thức về cái ngành nghề mà chúng ta muốn đầu tư. Chúng ta phải tính toán xác suất, chúng ta phải nhìn vào tỷ lệ cơ bản, chúng ta phải nhìn vào cái tổng thể. Vì thế nên là cái tính lời giải tính sẵn có này, nếu mà chúng ta luôn dựa vào ồ cái này chúng ta đã thành công trong quá khứ rồi thì nhất định cái này sẽ đúng trong tương lai. Sự kiện thay đổi, cổ phiếu luôn luôn thay đổi, cổ phiếu có thể là đúng trong quá khứ một thời kỳ hoàng kim nào đấy, không có nghĩa là thời kỳ hoàng kim này sẽ lặp lại. Giống như bây giờ chúng ta nhìn HPG trong cả quá khứ có thể là rất thành công, nó có thể là kịch bản tới có thể nó không lặp lại được nữa như thế. Có thể tính cạnh tranh sẽ thay đổi, hoặc là mô hình giá rẻ, lợi phí thay thế với chi phí không còn, ví dụ như vậy. Quy tắc số bé, quy luật phục hồi về trung bình. Quy luật phục hồi về trung bình không áp dụng trong trường hợp nhỏ hoặc một quãng thời gian ngắn hạn, mà chỉ đúng trong quy mô rất lớn có nhiều mẫu và có thể nó không áp dụng cho một số tình huống điển hình. Quan niệm cho rằng một số cổ phiếu blue chip đồng loạt giảm, không sớm thì muộn nó cũng sẽ hồi phục và tăng mạnh hơn trước, thì đó là sai lầm. Quan niệm này rất là sai lầm. Chúng ta không nên xem xét vào vài điểm tương đồng một cách hời hợt rồi coi đó là quy luật để đầu tư. Quyết định lớn dựa trên những cái điển hình thôi, điển hình nhỏ, thay vì nghiên cứu một lượng lớn các mẫu, lượng lớn dữ liệu đánh giá xác suất trong tương lai xảy ra, hay là cái khác là chúng ta bỏ qua tỷ lệ cơ bản.
Chiến lược là gì? Chúng ta luôn nhìn sự tương đồng giữa hiện tại và quá khứ bằng con mắt hoài nghi, lúc nào cũng phải hoài nghi. Một hiện tượng trong quá khứ có thể không phải căn cứ và lý do nó sẽ lặp lại trong tương lai. Muốn nó lặp lại cũng phải hội tụ đầy đủ yếu tố đó, cũng như môi trường cũng phải giống như thế nhưng trong kia trong quá khứ. Nên chúng ta phải xem xét hiện tại như thế nào, khác gì so với quá khứ hay không. Có những con số thống kê cần phải tính ra xác suất, tỷ lệ cơ bản. Việc đọc hỏi từ lịch sử rất quan trọng. Ta phải tập trung vào nguyên nhân dựa trên chứng cứ xác thực. Có thể mà đánh giá được mức độ tương đồng trong tình huống hiện tại. Nếu giá cổ phiếu giảm trong một thời gian dài sẽ luôn có một nguyên nhân đằng sau, đừng bao giờ nghĩ là nó tự động sẽ tăng trở lại hoặc là nó giảm chỉ do là thị trường, nó giảm do người này quỹ này bán ra, do một cái gì đó. Nguyên nhân mà chúng ta tự hiện đặt bản thân là nó không phải là nguyên nhân cơ bản. Chúng ta phải đặt câu hỏi. Tự nhiên một cổ phiếu đang như Glue năm ngoái chẳng hạn đang tăng rất mạnh, tự nhiên giảm sàn liên tục, voi lớn. Ok, chúng ta có thể là phân phối của chủ một cái bên cổ đông lớn hoặc là muốn thoái vốn ra để đầu tư chỗ khác chẳng hạn. Chúng ta phải nhìn sao tại sao lại như thế. Và cuối cùng té ra đó là sự kiện về việc phát hành riêng lẻ rồi các thứ liên quan đến Amazon đó, ví dụ như vậy. Phản ứng thái quá xuất hiện khi nhà đầu tư đặt nặng tầm quan trọng đối với thông tin hiện tại. Các thông tin xấu có thể dẫn đến phản ứng thái quá. Hiệu ứng danh mục PE thấp sẽ vượt trội sau vài năm. Cái này đúng, nhưng chỉ xảy ra sau vài năm chứ không phải là ngay. Chỉ đúng trong một danh mục rộng chứ không áp dụng trong cổ phiếu đơn lẻ. Nên chúng ta nghĩ là ok, PE thấp thì mua PE thấp là sẽ tăng. Nó không phải xảy ra chỉ với một cổ phiếu mà xảy ra. Người ta nghiên cứu dựa trên một loạt dữ liệu, một loạt danh mục rất là lớn và thời gian cũng tương đối. Người ta thấy rằng cổ phiếu PE thấp luôn trở lại với giá trị thật của nó. Tuy nhiên là nếu chúng ta không phải là một danh mục rộng mà chúng ta chọn cổ phiếu đơn lẻ thì chắc chắn là sẽ có thể là không đúng với chúng ta. Chiến lược là gì? Chúng ta luôn phải biết tận dụng phản ứng thái quá vô căn cứ trên thị trường, phải là vô căn cứ nhé, hoảng loạn bán tháo tâm lý đám đông. Đấy là lúc mà chúng ta biết được là ồ, đây là bán tháo, đây là hoảng loạn rồi, chứ không phải là giảm bởi vì chúng ta thấy rằng cứ giảm là chúng ta nghĩ là hoảng loạn bán tháo. Chúng ta phải biết được lúc nào là bán tháo, lúc nào là tâm lý đám đông được kích hoạt, và đó là lúc mà họ bán phi lý trí. Lúc đó chúng ta cần phải có một căn cứ xác đáng để chúng ta mua vào. Nếu một cổ phiếu bị bán tháo vì thông tin xấu, chúng ta xem liệu phản ứng thái quá ấy có phát sinh từ sự chú trọng quá mức vào ngắn hạn thay vì dài hạn không. Thị trường có thể phản ứng thái quá vượt qua khả năng chịu lỗ của chúng ta, vì thế phải thiết lập một giới hạn. Hãy xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu bị định giá thấp và phải đa dạng hóa nó. Cảm ơn. Chúng ta còn một phần nữa. Cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe. Và thời lượng clip này cũng đã tương đối dài. Mình xin phép trở lại phần cuối cùng vào clip tiếp theo.